Chiều nay, Ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã đến thăm chúc mừng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhận kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 18 tháng 11 năm 1930, ngày 18 tháng 11 năm 2023. Cùng đi có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chúc mừng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của mặt trận các cấp vào sự phát triển chung của thành phố thời gian qua đồng thời đề nghị trong thời gian đến mặt trận tổ quốc việt nam thành phố và các tổ chức thành viên tiếp tục chú trọng đổi mới nội dung phương thức hoạt động triển khai sâu rộng và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước các cuộc vận động thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia cùng với đó đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở thực hiện giám sát và phản biện xã hội chú trọng các lĩnh vực vấn đề mà nhân dân quan tâm tham gia phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh